À, cũng được, đẹp lắm nha quý khách. Một emblema nút nhắn, ngoại hình đẹp, máy móc nguyên zin ha. Nói chung cũng có chạy xước nhẹ. Con là mặt men ha, nên có độ chạy nó cắt là ít. Dầu mỡ lưu vô mình tháo ra găm vệ sinh được, ok ha. Con quá đẹp nha. Cái này là để pin. Cái này là nút nhấn tăng ga, tăng giảm. Rồi em quay nội ngoại thất trước ha. Con này thì đời nó hơi sâu một chút, bền ha. 2013. Con này thì em có làm lưới chuột luôn rồi ha, nên giá nó đội lên tí xíu giùm. Học nướng học đồ ok hết ha. Cái nút này là nút phàn từ trái qua phải đi ha. Cái này là học đựng pin ha, thì quý khách bỏ pin giống em là được đó. Này cái đít vô trước nè, cái này đưa độn vô cái đít nữa nè, hai cái đầu nè ha. Ga thì lần đầu quý khách xài nó sẽ hơi lâu lên lửa tí xíu ha. Đó, cái nút này là nút gạt phá ra nè, hiện giờ bên tay trái là nhấn được bên tay phải nè. Đó, là đè xuống nó không ăn ha quý khách. À, nhấn xuống nó không ăn nha. À, mình gặt vào tay trái nha. Cắt nút này cũng mới gan dữ luôn ha. Này nhấn được nè, thấy không? Quý khách thấy không? Đó, còn này nhấn được nè. Gặt qua nhấn cũng không được luôn nè. Rồi, cái phần em test ha. Mình đây, đây. Mình nhấn vô, giữ. Là nó cháy, giữ là nó cháy. Còn học nướng đè xuống đâu rồi, đây ăn cháy ok hết. Cái này là con cảm biến giống như là nó không đu lửa nè ha, mình là con này là con cảm biến nhiệt, nó quá nhiệt nó sẽ tự tắt ha. Còn này là bếp nướng em chỉnh lỡ yếu nè, lỡ mạnh chứ lỡ yếu nè, tắt nè bếp nướng. Bên đây nè, để em zoom lên với khách mới thấy được nè, thấy không nè, lỡ mạnh nè, yếu nè, từ từ yếu, yếu từ từ nè, đó liu riu ha, yếu nè, yếu đến nỗi không thấy luôn nè, thấy không? Mắt thường là giờ không thấy đâu, đảm zoom điện thoại hết lóc luôn đó. Đó. Con này là zoom hết lóc luôn, nó không tắt này ha. Nè. Zoom hết mức luôn. Con này cũng vậy luôn, lên, giảm. Rất là hay ha, lên, giảm. Tắt, tắt. Chuẩn men hết nha. Bạn này thì em bán giá công khai là 1.300.000. Cảm biến đầy đủ, quá nhiệt, quá nhiệt nó sẽ tự giảm lửa, rồi nó nóng nữa nó sẽ tự tắt luôn nha quý khách của chú anh chị em. Còn cái này là pin, nó báo một là báo lỗi máy móc, nhất là chuột cắn đứt dây nó sẽ báo cái này, hai là hết pin nó sẽ báo cái đèn này ha. Rồi em sẽ test lại cho quý khách nè, nhấn vô nè là chạy nha. Nè, bếp nướng nè, bếp này nè, rồi gin hết, ngon hết nha quý khách cô chú anh chị em. Mình mua về mình tặng người thân gia đình, ba mẹ già hay cô chú thím gì chị gì đó thì mua ủng hộ em ha. Em có ship code toàn quốc cho xem hàng thử hàng thoải mái nha, quảng cáo y gan hình ảnh vậy, nếu như không đúng là tặng luôn cái bếp nha. Quý khách cô chú anh chị em nào thương tình thì ủng hộ em qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger, TikTok, qua số điện thoại 0939 396 480. Và một lần nữa em xin chân thành cảm ơn tất cả các quý khách cô chú anh chị em đã bỏ thời gian quan tâm theo dõi sản phẩm của em nha. Dạ em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.